Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Tampa, Katy, Cypress, Richmond, Sugarland, Spring, Humble, Fourchiel và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Hôm nay thì em đang ở tại thành phố Cypress trong cái khu của hãng Coventry Home. Ở đây thì có nhà toàn của hãng Coventry Home và họ có 5 căn cuối cùng và họ bán luôn nhà mẫu luôn. Nhà mẫu thì chuẩn bị bán chứ chưa bán. Nhưng mà có một căn nhà trệt rất là dễ thương em muốn chia sẻ với anh chị. Căn này thì move in ready luôn. Và đặc biệt cái căn này ở cái nhà bếp và cái phòng khách á, trần nhà là 14 feet ceiling, rất là cao. Cái giá là 575.000, 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm và hơn 2.600 square feet, thuộc thành phố Cypress. Và đặc biệt nữa cái thuế ở đây chỉ có 2.48 chưa xin giảm. Và tiền HOA là 1.000 một năm. Có hồ bơi, chỗ chơi cho các em nhỏ, có công viên đi bộ, chỗ tập thể dục. Và khu này rất là yên tĩnh. Từ đây mà mình đi ra chợ Walmart thì chỉ tầm có 10 phút thôi. Đi Costco thì cỡ tầm 10 phút. Rồi mình đi khu Bel Air Việt Nam hoặc là đi chợ Hồng Kông 3 thì cỡ tầm 30-35 phút. Rất là thuận tiện. Và trường học thì cũng tốt. Đặc biệt cái thuế rẻ thì ai cũng thích đúng không? Thì bây giờ mình hãy cùng nhau khám phá các căn nhà này nha. Anh chị đừng quên cho em một cái like và chia sẻ video của em. Cái khu này thì toàn nhà của hãng Coventry Home. Thì phía bên trái là có nhà đang bán và có người chưa dọn vào ha. Rồi ở trước thì có nhà người ta dọn vào hết rồi nè. Thì ở đây tổng cộng còn có 5 căn nhà. Chung luôn là cái căn nhà mẫu đó. Thì họ sẽ bán căn nhà mẫu và Vi cũng sẽ chia sẻ căn nhà mẫu luôn. Và căn nhà này là mình có thể dọn vào liền luôn nè. Đó. Họ đang để cái bong bóng để cho người ta đi ngang qua đi lại thấy ha. Nhưng mà để Vi đứng xa ra để mình thấy nè. Phía này thì có người dọn vào ở rồi. Đó, dưới kia thì có một căn đang xây. Đó. Thì đây là căn nhà Vi muốn giới thiệu với anh chị. Căn này á là 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm và 3 xe gara. Có diện tích á là hơn 2.600 square feet. Và cái giá hiện tại là 574.991. Đó. Thì mình hãy vào trong mình xem nha. Đây. Ở phía trước thì gạch này thì họ đã sơn rồi, gạch trắng. Đó, cửa nhà 8 feet rất là cao ráo ha. Hơn 2.600 square feet. Cái driveway cũng rất là dài, mình đậu xe mỗi bên hai chiếc rất là thoải mái. Đó. Rồi, mình vào trong mình xem. Đây, ở phía dưới thì họ cũng lót gạch luôn. Cửa nhà là 8 feet rất là cao ráo ha. Mình ở đây mình đứng ra nhìn nè. Thì mình thấy được là hàng xóm ở phía trước đã dọn vào ở hết rồi. Đã dọn vào ở hết rồi nha. Bên đây cũng ở luôn rồi. Thì hiện tại đang có một căn nhà đang xây ngay đây. Đó, căn đó thì hình như là có người mua rồi. Còn cái căn ngay góc thì... cũng có người mua. Thì nói chung ở đây tổng cộng có 5 căn nhà cuối cùng thôi. Và cái căn Vi chia sẻ là một trong những năm một trong những căn đó. Đó, mình mở cửa bước vào. Thì mình có cái trần nhà cao như thế này ha. Ở trên thì có crown molding luôn. Họ gắn crown molding rất là sang. Ngay đây một cái, rồi bên này một cái. Rồi cái sàn nhà này là bằng... cái này là hình như là bằng vinyl, nhưng mà luxury vinyl, cái kiểu sang á. Đó, cái trim cũng cao ha. Thì mình mở cửa vào thì mình có phía bên tay phải á là mình có một phòng ngủ ở đây. Đó, phòng ngủ này có cửa sổ rất là sáng sủa luôn. Rồi bên đây á là mình có cái closet nè, cũng rất là rộng. Rồi kế bên là mình có cái nhà tắm. Nghe đây ha. Cái nhà tắm này thì cho cái phòng Vi vừa mới đi ngang qua. Đó. Rồi đây là cái closet. Rồi mình nhìn lại cửa trước này nha. Cái đường đi vào á không có nhỏ đâu. Tại vì cánh cửa này bề ngang á cũng rất là rộng. Rồi ngay chỗ này nữa thì cái đường đi không có nhỏ. Đó.
trần nhà cao. Rồi phía bên đây là mình có một cái phòng ngủ khác. Đó, ở trước là mình có hai phòng ngủ, nhìn ra phía ngoài ha. Phòng này thì có sẵn luôn cái phòng tắm bên trong. Đó, màu sắc thì Hà chọn giống nhau. Rồi cái phòng này thì cái closet là ở trong cái phòng tắm như thế này. Rồi chỗ này là cái chỗ bật khăn. Đó, mình có được hai cái phòng ngủ. Nhìn ra phía trước. Rồi mình đi xuống dưới đây. Mình đi xuống dưới đây thì mình có cái phòng ăn phía bên tay trái. Đó, phòng ăn thì họ cũng gắn cái crown molding luôn. Rất là sang ha. Có cửa sổ nè, rất là sáng sủa. Rồi từ cái chỗ mà formal dining room á, thì mình nhìn qua bên đây là mình có cái nhà bếp. Đó, và đặc biệt của cái căn nhà này á, là cái trần nhà là 14 feet ceiling, rất là cao ráo. Có pendant light nè. Thì cái pendant light nếu mà mai mốt anh chị mua về không có thích á, thì mình có thể đổi cái kiểu khác sang hơn. Nhưng mà cái trần nhà của mẫu này rất là đẹp ha. Đó, rồi bên đây là mình có cái phòng khách, có luôn cái lò sưởi ở đây. Đó, mình khám phá cái nhà bếp đi. Đó, mình có cái chỗ cái phòng ăn bên kia là formal dining room bên này ha. Đó, rồi mình nhìn qua bên này nè là mình có cái nhà bếp. Cái bếp này thì chỗ này họ làm một sink, cái island rất là lớn luôn. Cái này là bằng quốc, cái màu sắc rất là đẹp ha. Rồi cái chỗ nấu á, thì ngay kia có backslash, rồi có cái lò hút. Rồi bên này á, thì có cái microwave với lại cái oven. Đó, rồi bên này thì mình bỏ cái tủ lạnh nè. Rồi chỗ này thì có luôn cái đầu lọc nước. Đó, để mình khám phá cái bếp đi. Đây, cái backslash màu này. Đó, rất là sang ha. Rồi cái chỗ rửa chén thì ngay đây. Có cái máy rửa chén. Đó, hãng Coventry được cái làm cái phòng khách á, cái trần nhà rất là cao luôn, 14 feet ceiling. Đó. Rồi phòng ăn ở đây. Rồi mình có cái phòng khách ha, cái lò sưởi. Rồi kế bên nữa là mình có cái phòng này, thì cái phòng này mình làm cái phòng study nè, hay là phòng làm việc, hay là phòng thờ. Đó, ở đây có ba cái cửa sổ, có quạt sẵn luôn, rất là mát mẻ. Đó. Hai cửa đóng lại ha. Rồi kế bên cái nhà bếp á, thì mình có cái chỗ đồ ăn thực phẩm khô ngay đây. Đó, họ làm luôn cho mình cái chỗ mà để muối rồi này nọ, cái kệ luôn ha, rất là gọn. Đó, rồi kế bên á là mình có cái chỗ giặt sấy này. Chỗ giặt sấy thì có luôn là sấy bằng điện, sấy bằng ga. Ở trong này thì bằng gạch nhỏ nhỏ thôi. Rồi bây giờ mình đi ra đây là cái gara nè. Đó, gara này thì có luôn là gara opener và cái hệ thống tưới cỏ. Đó. Rồi hồi nãy Vi có nói là cái nhà này thì ba chỗ đậu xe, thì cái chỗ này đậu được hai chiếc xe, rồi bên đây một chiếc, là ba chiếc xe ha. Đó. Rồi bây giờ mình ở đây có rất là nhiều tủ luôn nè. Đó, có tủ ở dưới dưới cái island á, có thêm tủ nữa, rất là nhiều tủ luôn. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới đây. Xuống dưới đây á là mình có phía bên tay phải của Vi. Chỗ này là mình có một cái phòng ngủ bên này ha. Đây, đây là phòng ngủ thứ ba nè. Rồi có cái nhà tắm ngay đây. Nhà tắm thì Vi thấy phòng tắm nào Hà cũng dùng chung một màu, một kiểu, nên rất là dễ xem. Rồi cái căn nhà này đặc biệt á, là có thêm cái phòng này nữa. Cái phòng này á,
giống như kiểu gọi là sunroom, mình có thể đọc sách hay là có thể ngồi giải trí, hoặc là anh chị em nào mua về đó, mình có thể gắn cánh cửa vào thì sẽ làm cái phòng này thành cái phòng karaoke cũng được luôn. Đó, phòng này thì họ cũng lót sàn nhà bằng vinyl sẵn luôn ha. Chỉ có phòng ngủ là thảm thôi, còn những phòng còn lại là đều bằng chất liệu này thì rất là gọn. Và cái cửa đi ra phía sau là bên hông như thế này. Đó, nhưng mà mình đi xem sau đi. Bây giờ mình đi xem phòng master nha. Đây, rất là cao ráo ha. Đó là phòng master nè. Thì cái phòng master này họ cũng upgrade làm cái bow window. Bởi vậy mình có rất là nhiều cửa sổ và ánh sáng tự nhiên. Rồi có crown molding ở trên luôn. Đó, cái phòng này cũng rất là rộng rãi ha. Ôi, bên đây có thêm cửa sổ nữa nè, rất là sáng luôn. Đó, rồi ngay đây thì mình có cái nhà tắm, hai sân. Cái đá này cũng đẹp nè. Đó, nhìn rất là sang. Rồi chỗ này là cái tub. Ồ, bên đây có thêm một chỗ nữa, mình có thể ngồi trang điểm ở đây luôn. Đó, thì mình có hai cái sinh với một chỗ ngồi trang điểm ha. Rồi bên đây thì mình có cái tấm đứng nè. Đó, tấm đứng. Thì ở dưới cũng lót gạch luôn. Rồi qua bên đây thì mình có cái toilet ở đây. Rồi bên đây là cái walk-in closet nè. Đó, rất là cao, rộng luôn. Bỏ thêm cái này nè, mình có thể treo ở trên luôn ha. Đó. Cái cửa này phải chỉnh lại nè, tại vì nó sát đất quá, mở ra nó không đóng lại luôn đó. Đó, thì trước khi mình nhận nhà thì mình sẽ đi tới coi nhà, cần những gì thay đổi đó thì builder sẽ làm hết, và Vi cũng sẽ đi với anh chị luôn nha. Đó, em giúp anh chị mua nhà là từ đầu đến cuối luôn, chứ không phải vào hợp đồng rồi là trốn mất đâu, nên anh chị yên tâm. Đó, mua xong mà còn gọi tới chơi nữa mà. Ok, đó là bên trong. Đó, cái phòng master thì nói chung Vi thấy màu sắc họ chọn rất là cũng là dễ nhìn. Đó, rồi bây giờ mình đi ra xem cái sân sau ha. Đây, nhà này cửa ở trong 8 feet hết, rất là cao ráo. Và trần nhà vì thấy họ làm vaulted lên. Rồi cái phòng khách thì cao lên, nhìn rất là sang. Đó, nhà 4 mặt gạch. Ở phía sau thì họ có sẵn đường nước nóng, nước lạnh và đường thải luôn ha. Rồi cái đường ga ngay đây. Thì nếu mà anh chị mua về đó, mình sẽ làm cái bếp ở phía ngoài là mấy cái này là làm sẵn luôn rồi, mình chỉ cần hút cấp thôi. Và phía sau nhà mình là không có hàng xóm. Đó, cái này hình như là cái chỗ chứa nước. Sân vườn thì vuông vấp ha. Hà trồng cho mình cái landscaping ở sau luôn. Rất là hiếm, tại vì bình thường nhà mới mà builder bán á, rất ít khi mà Hà trồng những cái cây như thế này. Hà chỉ để cái cỏ thôi. Đó, hoặc là Hà trồng có một bụi ngay đây thôi. Nhưng mà cái nhà này á, hay là hình như nguyên cái khu này đó, vì thấy bên này cũng có cái cây này. Đó, cái nhà này là có một hàng cây luôn ha, builder làm sẵn cho mình luôn. Đó, sân vườn rất là vuông vóc. Nhà này thì của hãng Coventry Home. Đó, bên hông nè, bên hông cũng rất là rộng ha. Đó, một khoảng cách từ mình tới nhà hàng xóm. Vì thấy căn này rất là được. Anh chị em nào mà muốn mua đó thì hãy cho em biết nha, mình cũng có thể trả giá được luôn. Đó, mình xem bên này coi. Bên này thì cũng rộng như chỗ hồi nãy, có hệ thống tưới cỏ cho mình sẵn rồi nè. Rồi họ cũng làm mấy cái đường drain line, nếu mà mưa nhiều quá đó không thoát kịp á thì nước có thể tới đây xong rồi chạy ra bên ngoài. Patio.
4 phòng ngủ, 4 phòng tắm. Nhưng mà Vi vẫn thích nhất là cái phòng khách. Và cái nhà bếp, cái kiểu họ làm á, trần rất là cao nhìn rất là thoáng ha.